Kèo này là phải đi kiếm kill thôi bạn ơi. Bạn nha. Để mình sẽ đẩy nó chơi luôn, dùng sức mạnh của CQL. Ê, không. Cầm 3Z mà không bắt CQL đấy. Chờ 74 tiết. Ấy chà. Ê. Trời ơi, đang tính lấy góc để bắn xuyên kèo mà. Cái gì vậy? Làm lục. Ôi lục phố lục bóp anh bạn. Nha, còn viên nữa này. Ok. Chà, viên để kèo. Ôi trời. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game báo thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhfor.com. Chào tất cả bạn đã quay trở lại với cái channel của anh Phong các nhá. Trời ơi, nhảy dù xuống bắn được 3 kill rồi, xong đầu mất ý là mình quên bấm nút quay các bạn ạ. Chán thiệt chứ. Không là mình sẽ ở đâu không là có hai pha bắn Barret ảo ma Canada của thằng fan rồi các bạn. Đéo tin. Thì xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của anh For thêm nhiều lần nữa các bạn nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ tính làm một quả clip test thử cái tank bo ở phiên bản OB31 nó sẽ như thế nào các bạn ạ. À từ check lại quay video xem như nào anh bạn. Không một quên quay nữa khổ lắm. Nếu nhảy dùng súng bắn khướt xong thể hiện highlight mua máy các thứ cho các bạn xem rồi cuối cùng là quên bấm quay. Trời ơi, ta nói là thất vọng nó chặt chề luôn anh em ạ. Ok anh em không thấy chất ok. Thấy lag à? Lag. Ôi rồi. Trời ơi, còn cái sọc cái cuối đâu. Ui giời ơi, may thế. Đủ đam các bạn ạ. Thế sao cái sọt hai viên của mình được có tí đạn nữa ta? Hay là do nhảy khu này khu xanh quanh cốc cân nhở? Uầy, thì phiên bản OB31 này thì cái việc mà bắn hai cây súng tỉ á thì cũng bị fix rồi các bạn ạ. Sẽ không kiểu snap nhanh được nữa. Thế nên là mình cũng sẽ bỏ nghề bắn K98Z luôn bạn. Tính ra bắn thì bắn được ấy. Nhưng mà mình thôi bạn ạ, không bắn K98Z nữa. Kiểu ví dụ snap không được nhanh nữa thì cũng hơi buồn các bạn. Kiểu bắn nó không có cảm giác được cầm súng tỉa trên tay ấy. Đem ra là cũng hơi chán. Cùng sọc ping. À đây. Có nó bo đớp luôn, để xem cái bo 2 nó như thế nào nhá. Mình thấy có bo 1, ở kìa, trời ơi. Tưởng đâu là cái bo 2 nó sẽ vào cái đập thủy điện luôn các bạn. Ôi, anh có đập về bên phía làng gốm kìa, buồn vậy. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Mình đang tính nếu mà kiểu từ dưng kiểu trận này gặp bo lên cái đập thủy điện thì làm thêm quả lên đập thủy điện tech bo lấy top 1 con ạ. Kiểu clip trước mình cũng làm ấy. Nhưng mà kiểu mình chưa biết được cái bo cuối. Thế nên là mình sẽ tính về sau, mình sẽ tính làm thêm một clip lên cái đập thủy điện đấy nữa. Mà chắc là có vẻ là cũng hơi khó đấy bạn ạ. Kiểu kiếm một trận mà cái bo lên đập thủy điện ấy nó cũng khó lắm, hiếm lắm đi. Không phải là dễ đâu anh em. Mình đang tính là sắp tới là mình làm thử thách kiểu cầm cây gì ta, cây mắc 10 lấy top 1 các bạn ạ, chỉ dùng mắc 10 lấy top 1. Nhưng mà kiểu mấy trận mình vô mình kiếm cây mắc 10 không có. Hình như là cây mắc 10 nó bị xóa khỏi rank thì phải rồi bạn ạ. Ừ, kiểu update vào rank được mấy ngày xong bắt đầu bị xóa khỏi rank ấy. Cảm giác kiểu trái tim hụt hẫng vãi. Mới OB31 được test chưa được hình như là bắn được 1 hay 2 trận. Cầm cây mắc 10 xong sáng ngày hôm sau vô trận không thấy cây mắc 10 đâu cả. Tôi không biết là các bạn đi các bạn có thấy cây mắc đúng rồi cái này trời ơi. Không biết là có bạn nào kiểu thời gian đây chưa thấy cây mắc 10 không chứ. Thực sự là mình vô trận đấy là mình kiếm không thấy luôn. Kiếm không thấy mà cũng không thấy ai cầm cây mắc 10 luôn quá. Không thể tin nổi. Không hiểu kiểu gì ấy. Như là có vẻ như là mắc 10 bị xóa khỏi rank rồi. Từ để mở hòm xem có bom keo gì không. Mình thấy là cái bo này kiểu nó khả năng ấy là nó sẽ vô cái bên phía gì nhỉ? Vô cái chòi khu vực ấy đấy. À đâu, cái biển quảng cáo ở khu vực làng gốm đấy bạn. Thế nên là mình đang cần kiếm tổng khoảng là 20 quả bo keo để lên trên cái biển quảng cáo đấy. Kèo này là phải đi kiếm kill thôi bạn ơi. Bạn nha. Chơi úp sọt là hơi bậy, chơi úp sọt là hơi bậy anh em ạ. Mà mình có cây lục hụt. Như là úp sọt quăng lục đạn rồi. Quăng lục đạn lại. Ok kìa. Hơn 100 tiết rồi bạn. Thêm quả này nữa này. Quả này nữa đụng luôn rồi. Ok. Trời ơi, lục phố lượng sao nó nhảy phát trăm đạo. Ê, chưa đổi con người em ơi. Để mình sẽ đẩy nó chơi luôn, dùng sức mạnh của CQL. Ê, không. Mình sẽ làm highlight cũng nhờ. Bơm máu cái nhảy trước đã. Để làm quả bắn xuyên kèo bạn. Cầm 3Z mà không bắn xuyên kèo. Đấy, chờ 74 tiết. Ấy chà. Ê, trời ơi, đang tính lấy góc để bắn xuyên kèo mà. Cái gì vậy? Làm lục phố lượng bóp anh bạn. Nha, còn viên nữa này. Ok chặt viên để kẹo. Ôi thôi, highlight các bạn ơi, chặt chà được đấy. Oài
làm quả highlight bắt xuyên keo hết chọt lên các bạn. Quả này mà kiểu cắt edit TikTok các thứ thì nó chuyên nghiệp lắm anh em ạ. Để mình sẽ chạy lên đây mình kiếm, nên vừa rồi mình tể một trên đập thủy điện này. Mấy nó còn đây không ta? Mà sao nãy giết thế vừa rồi được có đúng một quả keo à? Bây giờ mình lại cần nhiều bom keo để mình lên cái biển quảng cáo đấy. Bây giờ không biết là kiếm keo giờ ta. Bây giờ chỉ có đi kiếm người giết rồi lấy cái keo thôi em ạ. Thì mới ra mới đủ keo để mình lên biển quảng cáo được thôi. Để mình qua bên phía đập luôn đi. Đập qua bên phía làng gốm luôn. Nếu mà kiểu có người bên làng gốm sao đúng không? Thì mình sẽ kiếm keo dễ hơn anh em ạ. À, để shopping cái máy quét trước đã. Shopping cái máy quét lộ vị trí cho nó dễ này bạn. Để mình sẽ quét xem có ai không. Lỡ may kiểu quét phát có thì ngồi trên nhà gà sao em nhở. Để chạy qua phía đây xem có đón bo không em ạ. Thường là bên kia. Á chà, wow. Bên nhà lờn có người luôn anh em. Trời ơi, tiện thể qua giết người với lại kiếm đón bo luôn anh em. Lóc thật em ạ, dám phá cái máy quét của mình. Đâu rồi, nhớ chạy qua góc đây. Ủa, ở kia, ối rồi. Như nào, ui dồi, may quá, chạy lùa xuống kịp các bạn ơi. Ê, may mà thiên bên nhà lờ bên kia nó bắn không đủ sát thương cho mình chết đấy. Á, đủ nó đứng nó ngắm mình kìa bạn. Đứng ngắm vớ vào. Ok. Mà làm cái gì vậy? Đó, sao bấm bắn nó không ra, trời đất ơi. Ô mà mình nãy mình nghe có tới tiếng giảm thanh bên nhà gà bạn ơi. Hình như là vừa có đứa nó chạy qua bên nhà gà đấy. Yeah, nếu mà thế thì là cơ hội cho mình kiếm bom keo rồi. Đấy, giết thì không có một quả keo nào hết á. Thật. Bên nhà lờ có bắn nhau bạn. Mình sẽ ở đó bên nhà gà chứ. Cái xác người vừa chết nó lòi xuyên nhà kìa nghe. À, mình sẽ đẩy lên một chiếc kiếm kêu này. Không biết là mấy này có keo không, mấy điều quan trọng chứ. Để mình sẽ check. Á à, đủ, ok. Hình như là chị gái cầm cái bóc 10 đúng không? À đây rồi, trời ơi. Từ cái bóc 10 nó bị xóa khỏi rách rồi game. Chạy đi đâu nữa? Đưa súng đây. Đưa bom kèo đây. Từ nhà lờ bắn qua nhà. Đúng không ạ, tiết kiệm keo. Á à, đây, ui dồi ôi. Đủ bom keo rồi các bạn ơi. Ôi, sao mình bây giờ mình mới thấy cái mắc 10 không nhở? Ai mà biết được. Từ ngày hôm mà cập nhật OB31 đến ngày hôm nay thì mình mới thấy cái mắc 10 luôn ý. Kiểu cái buổi tối mà hôm update xong đấy bạn thì mình mới thấy được một lần. Xong bây giờ mình mới thấy được mấy lần nữa này. Lần nữa này. Nha, quét radar full vị trí bạn. Để xem là có thêm nào cản trở việc mà mình lên. Ok. Cái bom 4 nó cũng không đẹp lắm bạn ạ. Thôi để mình sẽ liều ăn nhiều nhá, để mình sẽ lên biển quảng cáo luôn đi. Để xem nó mấy cái bo 5 nó đẹp sao đúng không? Đâu ai biết được. Cứ lên thử mới biết được ạ. Đấy, liều ăn nhiều thôi chứ sao các bạn. À mà các bạn xem video này của mình ấy thì đừng tiếc gì cho mình một like và một comment bên dưới các bạn nhá. Thì anh em cố gắng tương tác nhiều tí để mình có động lực làm clip kiểu chọn lọc clip hay và chất lượng cho các bạn xem ấy. Kiểu thực sự là làm clip chất lượng thì mình cũng khá tốt, khá là nhiều thời gian ấy. Thì mong là bạn xem video thì đừng tiếc gì cho mình một like các bạn nhá. Và kèm theo đó comment một hai cái để tạo độ tương tác cho cái channel của fan. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống bấm nhẹ nút đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Rồi bây giờ nằm trên đây chờ bo thôi bạn ơi. Bo còn 3 người nữa thôi à. Chà, bây giờ nếu như mà cái bo 4 ăn được cái bo cuối mà nó đập về bên phía bên đây ấy thì cứ phải gọi là từ có gì ấy chạy lon toàn kia lon tạ kia okay. Sao không chút keo anh em. Tự nhiên là nút cấp bay đây à. Úi, chạy giữa đồng thì chết rồi còn gì nữa. Còn người cuối ở kia. Trời ơi, đây thì đến cuối nó chạy vào ngoài đồng này bạn, có máu nó rồi mình sẽ chạy thủ nhảy xuống bạn. Ui, chắc có lẽ là mình sẽ lên cái nhà xe làm quả tank bo top 1 trên cái nóc nhà xe các bạn ạ. Đấy, bây giờ đặt bọc keo lên thôi game. Chiến lên chạy thủ lên, không nên cứ bơm máu nó chạy qua góc đây này. Ô mà hình như cái mé nhà gà kia bên kia cũng cho bo mà đúng không? Từ nằm xuống phá kêu đi đã. Ở kia trời đất ơi, xì cái lơ ơi, bắn quả xì cái lơ này ảo thật đấy các bạn ạ. Phí cái sở cái lơ thật chứ. Nhìn thì kia nó còn ở bên nhà gà nó xài máy quét luôn kìa. Úi xời ơi, bây giờ mà cái chấm bo không mình nghĩ khu vực mình nhà trung tâm bo mình nghĩ khả năng là tanh bo được các bạn ạ. Mà không biết là ở phiên bản OB31 này cái bo nó được tăng sát thương không, nhưng mà mình đọc thông báo ấy là cái gì nhở, cái con mắc sim nó bị giảm tốc độ quay tay các bạn ạ. Từ 40% giảm xuống còn 30% mà, nhưng mà mình nghĩ là vẫn được nha mọi người. À, bây giờ chờ cái bo thu sát rồi đã thì kia đang kiếm mình dưới này. Sỏi té qua đây bạn. Ê, cái scaler trưởng bay bằng kia. Ok rồi, bây giờ chờ cái bo 5 nó xiết vào thôi bạn ơi. Úi sỏ thì nằm dưới đây. Hình như là nó cũng biết mình bên trên đây thì phải bạn ạ. Hình như nó biết mình bên trên đây ấy. Nha, còn quả lũ đạn này ném ra luôn cho tí nữa. Ê, nó chạy qua đây. Ném ra để tí nữa mình đỡ bị bấm nhầm bạn ạ.
Đấy, ok, trời ơi. Mình cảm giác là cái nhà xe này nó nằm giữa trung tâm bo thì khả năng là tanh bo là vẫn được các bạn nhá. Mình sợ kiểu cái chấm bo nó xa quá thôi. Thì cái tanh bo cuối nếu mà mình không cầm nhân vật kiểu hồi máu kia thì nó cũng hơi khó. Với lại là kiểu Maxim nó giảm tốc độ quay tay thì cũng hơi khó ấy, anh nhở. Ừ, khó thiệt. Bây giờ úp xuống trong kia làm gì đấy, làm gì đấy. Máy động thêm nhở. Bo thu rồi, bo thu rồi. Khả năng là chấm bo nó về bên phía bờ rào anh ạ. Chấm bo xem chấm bo như nào đã. Ra ngoài chấm bo đốt phát đó bạn, quên mất. Ra ngoài chấm bo đốt để quay tay sớm một chút xíu để hồi máu anh em. Ê, trời ơi bắn vẫn dính à, ảo chứ. Chết chê, quay tay trễ rồi em ơi. À không, sao nhở. Chấm bo sắt cũng không sao. Đặt lửa chạy ra luôn này. Ui, tính ra là Max Maxim quay tay vẫn nhanh mà anh em. Trời ơi, nhìn là biết top 1 trong tập tay đó. Tanh bo vẫn được, tanh bo vẫn được. Tanh bo là vẫn lấy top 1, trừ khi bo sát thương bo tăng lên thì không sao thì mới sợ thôi. Đấy, nhập bo như này thì tanh bo vẫn mượt. Ui, sời. Thì tính ra là đánh giá tanh bo ở phiên bản OB 31 là vẫn được nha bạn. Nhưng mà chúng ta chỉ có tanh bo cuối thôi. Nhưng mà tanh bo từ đầu đến bo cuối thì có vẻ là hơi khó đấy. Thế thôi, cho là video này của mình cũng xin tức tại thôi. Mọi người xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một bên dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận pháo khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Chào mọi người.